Hôm nay công ty phụ tùng của tôi nhập Mỹ nhập về Việt Nam sản phẩm lốc lạnh cho dòng xe Bentley phiên bản Bentley Continental từ 2006 đến 2010. Lốc lạnh công ty nhập về là một lốc lạnh cho dòng xe Bentley với tiêu chuẩn sản xuất là OEM, được sản xuất bởi tập đoàn NRF chuyên về lốc lạnh của Germany. NRF Compressor.